Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vượng Vin lỡ cưỡi lưng cọp, cách bám lưng hổ của Vượng rất dễ nhào đầu. VinFast của ông Phạm Nhật Vượng vẫn mở chiến dịch truyền thông trong nước rầm rộ. Việc làm của ông Phạm Nhật Vượng khá giống với cách làm của chính quyền Đảng Cộng sản, là cách đem tượng ông Hồ Chí Minh đi phát tán khắp nơi trên thế giới, với mục đích là để lừa dối dân trong nước rằng ông Hồ Chí Minh được thế giới kính nể. Tuy nhiên, thực tế thì thế giới chẳng biết ông Hồ Chí Minh là ai, mà nếu có biết thì họ cũng nghĩ ông là một bạo chúa như bao bạo thủ chúa và lãnh đạo cộng sản khác. Lỡ nhập hàng ngàn xe nhưng chỉ bán được có 128 xe sau 5 tháng, VinFast không có đường lùi. Trở lại câu chuyện của VinFast thì rõ ràng họ đi từ thất bại này đến thất bại khác ở nước ngoài, nhưng họ vẫn cố làm truyền thông với dân trong nước rằng VinFast tốt lắm, VinFast đang phát triển tại nước ngoài. Không biết ông Vượng làm truyền thông như thế để làm gì, bởi ông có làm rầm rộ thì tình hình VinFast cũng không thể cải thiện được hơn nếu ông không thay đổi cách tiếp cận. Mới đây, hãng Experian, một hãng chuyên phân tích số liệu và báo cáo tín dụng tiêu dùng được các mạng báo chuyên đề về xe tại Hoa Kỳ dẫn lại như sau. Trong tháng 2 chỉ có một xe VinFast 8 đăng ký, sang tháng 3 có 16 chiếc, tháng 4 có 66 chiếc và tháng 5 có 45 chiếc, tổng cộng chỉ có vẻn vẹn 128 xe. Hãng xe điện của ông Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên nhập tới 999 chiếc xe VinFast vào nước Mỹ vào tháng 12 năm ngoái. Tính đến nay đã là 5 tháng, nhưng số lượng bán ra chỉ có 128 xe. Một hãng ô tô có tham vọng cạnh tranh với Tesla của Mỹ mà bán ra với số lượng chưa bằng một đại lý bán lẻ ô tô thông thường của Mỹ. Vậy thì không biết VinFast sẽ phát triển như thế nào tại thị trường Mỹ đây? VinFast cho chữa thẹn. Để chống chế lại với tình hình kinh doanh ảm đạm của VinFast, ông Phạm Nhật Vượng đã sai khiến được một tờ báo trong nước lên khuôn một bài báo gỡ ngượng cho VinFast. Cụ thể vào ngày 20 tháng 7, tờ báo Thanh Niên có bài viết VinFast 8 bán nhiều hơn xe điện các hãng khác. Bài báo này vẫn sử dụng cách nói rất cộng sản, tức là khi ai đó chê cộng sản là xấu, thì báo chí tuyên truyền lập tức lục tìm một vài số liệu ở những nước khác, hay có thể bịa đặt một vài thông tin cốt chỉ để chứng minh các nước khác còn tệ hơn cộng sản tại Việt Nam. Tương tự với cách làm như vậy, tờ báo Thanh Niên nói rằng, tuy lượng xe VinFast VF8 đăng ký mới tại Mỹ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 không quá khả quan, nhưng vẫn cao hơn số lượng so với số dòng xe điện của các thương hiệu có tên tuổi khác như Jaguar hoặc Hummer, Mazda, v.v. Thật nực cười khi đem so sánh VinFast 8 với các thương hiệu toàn cầu như vậy. Thực tế, những hãng xe này chuyển dần sang xe điện với các bước đi thăm dò cẩn thận. Họ được thị trường đón nhận một cách êm đẹp mà không vấp phải lời chê bai. Điều này sẽ làm cho thị phần của xe của họ sẽ mở rộng dần ra. Còn VinFast thì ngược lại, thị phần chưa mở đã vấp phải tai tiếng sản phẩm lỗi, và cho đến nay tai tiếng này vẫn đang lan rất mạnh tại thị phần dành cho VinFast. Chính tai tiếng sẽ chặn đứng con đường đi mở rộng thị trường của hãng VinFast là vậy. Chỉ mới bước đầu tiên đã nhảy ngay lên lưng cọp. Việc xuất xe sang Mỹ đến giờ này đưa VinFast của Phạm Nhật Vượng vào thế lỡ leo lên lưng cọp. Thay vì khống chế con cọp giữ là thị trường ô tô tại Mỹ, thì VinFast lại tiếp tục chọc giận thị trường này với sản phẩm không cải thiện chất lượng. Xe VinFast trên đất Mỹ không có lời khen nào ngoại trừ những kẻ nhiễm phải thứ lòng yêu nước ngây thơ mà VinFast dường như cố tình tạo ra mà thôi. Những người khen xe VinFast là những người gốc Việt. Cuộc chơi xe điện là cuộc chơi của những ông lớn, dù là các công ty khởi nghiệp thì cũng phải tạo cho mình phong cách của một doanh nghiệp toàn cầu. Nếu vẫn giữ văn hóa ao làng tại Việt Nam thì không sớm thì muộn VinFast sẽ bị cọp giữ nuốt chửng mà thôi. Thị trường Mỹ là cơ hội lớn cho doanh nghiệp có tầm, nhưng là sát thủ đối với những doanh nghiệp lôm côm không đủ lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Vượng Vin lỡ cưỡi lưng cọp, cách bám lưng hổ của Vượng rất dễ nhào đầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn
và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tô phát tán tượng ông Hồ ở Angola để tuyên truyền hay muốn trấn yểm. Vào ngày 15 tháng 7 vừa qua, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam, có chuyến thăm Cộng hòa Angola. Không biết ông Tô Lâm sang đây có việc gì? Có lẽ chuyến đi này cũng liên quan đến việc bắt cóc một ai đó, tương tự như việc ông Tô Lâm đã từng thăm Slovakia trước đây. Bề ngoài là thăm ngoại giao, nhưng bên trong là bắt cóc người. Trong những năm gần đây, người Việt Nam sang châu Phi sinh sống khá đông, trong đó không thể không có những thành phần tội phạm mà Bộ Công an Việt Nam muốn tóm về. Mà đã đi sang Angola thì chắc chắn ông Tô Lâm không thể không đến Đại sứ quán Việt Nam tại nước này. Thực tế, có một số lính của ông Tô Lâm làm việc tại các đại sứ quán dưới vỏ bọc là nhân viên đại sứ quán. Không biết ở Angola có bắt cóc hay không mà ông Tô Lâm phải cất công sang tận đấy. Được biết, khi đến Angola, ông Tô Lâm đã dự lễ cắt băng khánh thành tượng đài đại sứ quán. Như vậy, ông Tô Lâm mang tượng ông Hồ đi khắp thế giới để quảng bá cho ông Trọng. Không biết có phải mục đích của ông Tô Lâm là để tuyên truyền về Angola về một thứ thiên đường xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang tiến tới hay không? Một thứ thiên đường của những điều xấu xa, thiên đường của tham ô và thiên đường của sự xuống cấp về mặt đạo đức sinh sôi nảy nở. Đó là thực tế không thể chối cãi. Không biết những giá trị tinh thần của ông Hồ là gì, chỉ biết hầu như những người đã học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đều là vô đạo đức. Rất nhiều người đang đi và đứng trước vành móng ngựa trong vụ án chuyến bay giải cứu là những con người đã từng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sang tận Angola để phát tán tượng ông Hồ. Tham gia hút máu dân trong chuyến bay giải cứu có Vũ Ngọc Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola. Hiện nay ông này đang phải hầu tòa vì nhận hối lộ 864 triệu đồng. Có lẽ đây là tấm gương sáng của những người cộng sản chăng? Tấm gương về hành động hút máu dân không một chút xót xa. Giờ đây ông Tô Lâm đem theo tượng Hồ Chí Minh, không biết để tuyên truyền cho dân Angola hay là để trấn yểm, hóa giải lời nguyền nhận hối lộ tại Đại sứ quán Việt Nam ở đây. Trong Đại sứ quán này có nhiều người là lính của ông Tô Lâm làm việc trong đó, họ cần trấn yểm để cho an toàn chăng? Hành động phát tán tượng Hồ Chí Minh ra khắp thế giới bị đánh giá chỉ là trò mèo, bởi cả thế giới ngày nay đã biết rõ bộ mặt của lãnh đạo cộng sản rồi. Những tên tuổi như Stalin, Mao Trạch Đông, Pol Pot, Kim Nhật Thành, vân vân thì không ai xa lạ gì. Ông Hồ Chí Minh cũng được thế giới liệt vào hàng đồ tể, chung với những con người ấy. Có người nói rằng giá trị của ông Hồ Chí Minh chỉ nằm ở giá trị của tờ tiền có in hình ông Hồ. Tức là ông chỉ có giá trị trong lãnh thổ Việt Nam và giá trị đó chỉ gắn với những vật chất được lưu hành. Còn ngoài lãnh thổ Việt Nam, ông không có giá trị gì cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Nói về giá trị vật chất, hình ông Hồ trên đồng tiền Việt Nam không được so sánh với hình ông Washington trên đồng đô la hoặc hình nữ hoàng Anh trên đồng bảng Anh. Chính quyền của Đảng Cộng sản đem tượng ông Hồ phát tán ở nước ngoài, chẳng khác nào họ mang đồng tiền của Việt Nam ra nước ngoài tặng vậy. Chẳng ai thèm quan tâm vì nó vô giá trị. Vậy thì họ đi phát tán tượng ông Hồ để làm gì? Câu hỏi được đặt ra. Có người cho rằng tượng ông Hồ nhỏ xíu trước Đại sứ quán Việt Nam ở Angola có khi được duyệt chi hàng nhiều tỷ đồng. Tượng nhỏ thì ăn nhỏ, tượng to sẽ ăn to. Và mỗi lần xin dựng tượng Hồ Chí Minh thì bao giờ cũng được duyệt vì Đảng Cộng sản dùng hình ảnh ông Hồ Chí Minh để trục lợi kia mà. Vũ Ngọc Minh, bên phải, cựu đại sứ Việt Nam tại Angola, người bị dính dáng với vụ chuyến bay giải cứu chấn lột đồng bào. Giá trị đích thực của hữu xạ tự nhiên hương tự trong một con người sẽ lan tỏa ra giá trị nếu người đó thực sự có giá trị. Còn với ông Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản dùng bộ máy khổng lồ để sơn phết để duy trì tên tuổi cho ông thì rõ ràng con người ông Hồ Chí Minh không hữu xạ. Ông Hồ Chí Minh nổi tiếng nhờ một bộ máy tuyên truyền khổng lồ. Khi bộ máy này sụp đổ thì chẳng còn lại chút hương vị gì nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin
ông Tô Lâm phát tán tượng ông Hồ ở Angola để tuyên truyền hay muốn trấn yểm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.